Kiến ơi à, Kiến là gần đây bên núi Kiến bây giờ cái này Kiến cầm thấy cây tăm bông nè. Không cần cái tăm bông khô sao? Không, Kiến đứng bên cạnh này nè. Kiến thấy mà lỡ mà bị con nạn mà nó rơi cái nó nè, cái nó tăm bông Kiến chạm liền á. Hiểu không? Đứng trên này mới nhìn xuống mới thấy là đứng dưới nó nhìn đây không đây này túi. Thank you.